Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Cook cùng bà bếp nha. Hôm nay Weekend Cook sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn đã từng có thời gian làm mưa làm gió trên đường phố, đó là món ăn vặt rất nổi tiếng của Thái Lan, đó là món trứng gà nướng. Rất thơm, rất ngon, rất mịn, rất béo béo cả nhà nha. Chấm cùng muối tiêu và chút rau răm thì quá tuyệt vời luôn. Rồi, với nguyên liệu chúng ta sẽ có như sau, là trứng gà mình sẽ có 6 quả các bạn nha. Bạn nếu ăn nhiều hơn thì cứ lấy nhiều hơn cũng được nha. Còn về gia vị mình sẽ có là 1 gram tiêu cùng 1 gram hạt nêm và 2 gram mật ong các bạn nha. Ngoài ra mình chúng ta sẽ có sử dụng là 1 phần 2 đến 1 phần 3 gram bột rau câu các bạn nha, là tương đương khoảng tầm 5 tới 7 gram các bạn. Đó. Rồi đầu tiên mình sẽ bắt đầu mình đập trứng các bạn. Mình khoét một lỗ trứng và mình sẽ cho cái trứng vào một cái tô các bạn nha. Các bạn nhẹ nhàng dùng cái mũi dao hoặc là cái đầu của cái kéo á, mình gõ nhẹ thôi tạo nồi nước. Vừa vừa thôi mình sẽ dùng cái xiên que các bạn, mình sẽ khuấy đều, mình sẽ đổ cái vô một cái tô các bạn nha. Đó. Đây là mình sẽ dùng cái đầu muỗng kéo để mình đâm các bạn nha. Đó, muỗng kéo sẽ dễ làm hơn là cái muỗng, cái đầu của cái dao mình nha, tại vì nó có lực các bạn. Đó, mình sẽ khoan dễ hơn nha. Đó, cái lỗ vừa vừa thôi các bạn nha, đừng to quá mất thẩm mỹ các bạn. Đó, tại vì lát này mình sẽ dùng cái ly á, ly mà nó có cái đầu nhỏ nhỏ các bạn, để mình đổ ngược cái hỗn hợp lại các bạn nha. Đó, rồi ở đây mình sẽ áp dụng cái xi lanh. Đó, cái lỗ này mình sẽ hơi to hơn xíu. Ở ngoài nó có xi lanh á thì sẽ dùng cái lỗ nhỏ hơn các bạn nha. Ok, tiếp theo thì những cái vỏ mình đã đổ hết rồi mình sẽ rửa các bạn nha, rửa cho sạch sẽ các bạn. Đó, vừa rửa bên trong rửa bên ngoài nữa các bạn nha. Tại vì nó sẽ còn những cái lợn cận bên trong các bạn. Đó, đổ ra hết nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho hỗn hợp gia vị vào cái nha. Mình sẽ cho tiêu vào, mình sẽ cho hạt nêm vào, rồi mình sẽ cho cái ong vào các bạn nha. Đó, mình không dùng muối được, mình sẽ dùng nêm với mật ong, sẽ thơm và ngon hơn các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm bột rau câu agen nữa, là mình sẽ trộn đều các bạn nha, khuấy đều nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho bột rau câu agar vào nha. Bột rau câu agar sẽ có tác dụng là làm hỗn hợp với nó sệt lại các bạn. Rồi khi mình hấp lên á, nó sẽ hạn chế cái tình trạng mà nó sẽ nổ nóng quá, nó nổ bong bóng các bạn. Nó sủi bọt á, nó sẽ làm cái hộp trứng mình á ăn sẽ mịn, thơm và ngon hơn các bạn nha. Rất là hay luôn các bạn. Ok, tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình cho liệu rây để mình lọc lại các bạn nha. Vừa lọc những cái lợn cợn, hình như lúc mình làm á, vỏ trứng nó còn sót trong cái mặt trứng á, nó sẽ có rất là nguy hiểm các bạn nha. Nên mình sẽ lọc bỏ những cái lợn cợn như cái vỏ trứng nè, những cái gia vị chưa tan nè. Nó như là hạn chế tình trạng mà nó nổi bọt khí nữa. Kỹ bánh lăng các bạn, nó xem cái bị là nó chín quá các bạn ha, nó sẽ giảm tình trạng mà bị rổ rổ, nó sẽ mịn hơn các bạn nha. Đó. Bây giờ mình sẽ cho vào cái ly cốc nhựa có cái đầu á, để mình đổ ngược lại trong cái trứng các bạn nha. Ok, tiếp theo mình sẽ đổ hỗn hợp trứng đã tẩm gia vị vào cái vỏ trứng nha. Thì các bạn lưu ý nha, mình sẽ đổ tầm phân nửa quả trứng hoặc tới 2/3 quả trứng nha, để cái tình trạng khi mà nấu nó sẽ phồng lên mà nó sẽ phình lên nữa, nó tràn ở ngoài nó ủ nha. Nên mình sẽ đổ 1/2 tới 2/3 quả trứng thôi các bạn nha, lưu ý nha. Đó.
Ok, hỗn hợp mình đã đổ xong rồi, bây giờ mình sẽ cho vào một cái ly nhỏ hoặc là một cái chén nhỏ, tách nhỏ, kiểu như ăn hột bị lộn các bạn. Đó, mình sẽ cho vào để nó giữ cái trứng nó thẳng đứng á, thì khi mình hấp nó sẽ không bị ngã, bị nghiêng các bạn nha, nó sẽ chín đều trên dưới lên trên luôn. Đó. Rồi về sẵn hấp á, thì giống kiểu mình hấp bánh lăng các bạn, để hạn chế tình trạng mà rổ hay là lửa lớn quá đó, lửa hổ thì các bạn lắp lắp cái khăn trên cái sẵn hấp nha, mình sẽ cho cái vỏ trứng vào, đã để trên cái ly rồi đó, thì cái khăn sẽ giúp cái lửa lên không có hổ mà lên từ từ, thì nó sẽ chín từ với mình nha, và các bạn lưu ý nha, mình để lửa nhỏ ha, không để lửa lớn nha, đó. Thì thời gian hấp các bạn sẽ dao động từ 20 đến 30 phút của mình nha. Tùy số lượng các bạn hấp rồi tùy cái lửa các bạn lớn hay nhỏ nha. Theo mình nghĩ các bạn nên để lửa nhỏ thì thời gian lâu nhưng mà sẽ an tâm hơn, nó không bị phình trứng á. Rồi bây giờ mình sẽ đầu mình hấp các bạn nha, để lửa nhỏ thôi. Ok, và sau gần nửa tiếng thì trứng đã gọi là chín rồi nha. Đó, không phải là chín hết nhưng mà nó đã chín, mà nó sắc lại đặt lại đó, thì bây giờ mình sẽ lấy ra để nguội rồi sẽ mình chuẩn bị mình nướng các bạn nha. Đó. Mình sẽ không để chín hết mà chín khoảng tầm 70-80% á, nó đặt lại đó. Đó. Bây giờ mình sẽ đem mình nướng. Các bạn lưu ý nha, lửa lên nướng vậy nha, không có lửa lớn quá sẽ có bị hổn luôn á, phải dùng lửa nướng từ thôi bạn nha. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ mở lửa lên, ấm ấm mà nha, mình sẽ cho lên mình nướng, thì thời gian nướng trứng cũng tùy theo là nhiệt độ lửa nha. Nếu mình dùng lửa nhỏ nhỏ thì mình tốn khoảng tầm nửa tiếng đến 1 tiếng mà nha, để cho nó chín nè các bạn, nó không có bị nóng quá sẽ chào cái phần trứng ra ngoài các bạn nha. Đó. Rồi sau gần hơn 1 tiếng trôi qua đó, 1 tiếng rưỡi vậy, thì trứng chúng ta đã chín rồi các bạn ơi, rất là thơm và ngon các bạn nha, ăn cùng với muối thiêu chanh đậu đông rất là tuyệt vời luôn cả nhà nha. Rồi mình sẽ bóc vỏ cho cả nhà xem phần trứng bên trong như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ lột trứng ra và thưởng thức nào. Đó, các bạn thấy không, từng miếng trứng bóc ra thì quá tuyệt vời cả nhà ơi. À, quá ngon cả nhà nha, tuyệt vời luôn cả nhà xem nào. Trời ơi, một miếng trứng quá ngon cả nhà ơi. Ôi, cái màu vàng vàng rất là béo béo, thơm thơm, mịn mịn, ăn cùng chấm muối tiêu và chút rau răm thì quá tuyệt vời luôn cả nhà nha. Chẹp chẹp, nhìn nó bụng quá cả nhà ơi, ngon quá nè, mời cả nhà một chén nha, một ly nha, một muỗng nha. Rồi, chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món ăn trứng gà nướng kiểu Thái Lan này nha. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye, nhớ đừng quên đăng ký, like và share các bạn cả nha. Rồi, yêu cả nhà rất nhiều.